Đó, bạn coi nè, kích thước nó vừa phần hình ảnh Kính thước là bóng bẫy rất là trơn lén Và khó bám vương tay nhớ các bạn Mép thì nó thôi rồi, nó đẹp Nhìn từ mắt nó đẹp thôi, nó sờ vô nó đã lắm các bạn Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với đi chơi nằm nhóm cơm nha Và trong video clip này thì mình sẽ đi dán cái cường lực dành cho iPhone 16 Pro nha Mình làm rất nhiều cường lực, uh, mình làm rất nhiều clip về cho iPhone 16 Pro Max rồi Nhưng hôm nay đây là À, một cái clip hiếm hoi mình làm cho iPhone 16 Pro nó cũng dễ hiểu bởi vì iPhone 16 Pro thì các bạn biết là cái sức bán cái lực mua của nó nó cũng thấp hơn nhiều so với lại cái iPhone 16 Pro Max ở Việt Nam mình thì cái gì mà Pro Max là người to nhất là người xịn nhất là mọi người ưa chuộng ha người mua cái đó nhiều nhất còn những cái bản nhỏ nhỏ hơn thấp hơn xíu thì nó hơi kén người dùng à, các bạn nhớ là bật cái điện thoại lên để cho chúng ta nhỉ. có cái nền sáng thì chúng ta sẽ canh miếng dán cho dễ bởi vì miếng dán này là miếng dán trong suốt hoàn toàn không có viền đen nha các bạn đây là loại uh, cường lực tru 2.5D của da cây tức là cái loại cường lực có cái mép bo cong rất là mạnh luôn nó tạo ra một cái hiệu ứng thị giác rất là đẹp mắt và cái độ trơn láng của cái cường lực này cũng không có phải bàn ha mọi tính năng của nó đều rất là gọi là nhất nhì rồi các bạn thấy đủ độ mượt nè độ trong nè và độ bo mép của nó nè nhất là độ bo mép của nó là có thể nhìn một cách dễ dàng mà mắt thường luôn nha các bạn không cần phải đưa tay chạm chạm vào nhìn cái là thấy nó bo rồi. Thì đầu tiên các bạn nhớ là vệ sinh cái màn hình cho nó kỹ nha, càng kỹ thì nó sẽ dán nó sẽ kết quả nó sẽ càng đẹp. chứ nhiều khi dán xong rồi mà trong đó lắm tấm bụi không nhìn thì cũng khó chịu lắm các bạn. Nhất là những bạn mà bị OCD á thì các bạn rất là ghét cái này nha. Thì cái bộ vệ sinh này á shop có kèm theo cho các bạn hết rồi, các bạn chỉ việc bóc ra các bạn sử dụng thôi, nó không thiếu cái gì đâu nhớ nhớ như mình dặn là vệ sinh cho thật kỹ ok đầu tiên sau đó thì chúng ta sẽ bật cái màn hình uh, cuộc gọi khẩn cấp lên thì nó sẽ trắng như thế này nè thì chúng ta canh cái miếng dán cho nó đều hai bên cho nó dễ hơn thì cái loại dán này á nó kích thước của nó chỉ nhỉnh hơn cái phần hình ảnh một chút xíu thôi các bạn không phải là cái loại full màn hình uh, như các bạn tại vì cái loại không có viền đen thì người ta gần như là người ta sẽ không có làm full không phải là người ta không có làm được mà bởi vì á, uh, nếu mà làm phun ra ngoài thì cái kính nó đi thẳng mà còn màn hình nó mép ngoài nó cong xuống chỗ đó nó không dính thì nó tạo ra cái viền trắng xương mờ xuống ngoài ấy, nó gọi là bị trắng cạnh rất là xấu mà người ta hướng đến cho các bạn dán nó dễ dàng nhất nên người ta sẽ không làm như vậy. các bạn muốn nó full hơn thì người ta làm cho các bạn cái viền đen người ta che cái, cái, cái chỗ xấu đó đi. các bạn thấy cái keo nó lan rất là dễ không? cái keo này nó nó về nó lan rất là nhanh dễ và các bạn vuốt nhẹ ngay mép là nó hít luôn chứ nó không cần phải gần như là không phải dùng đến các biện pháp xử lý khác như là phết dầu này nọ đó các bạn thấy không nó vậy là nó xong luôn nhanh cực kỳ các bạn thấy nhìn là mắt thường không? cái mép nó bo kìa kìa ơi cái mép nó u u luôn cái mép nó dễ cưng ghê luôn các bạn thấy đẹp không nó nó hơi dày hơn bình thường và cái loại này nó cũng chống vỡ tốt hơn các bạn khó trầy xước hơn và cũng khó nứt vỡ hơn à, các loại kính bình thường khác nha các bạn cái link thì của sản phẩm mình có để trong phần mô tả cái này mình cũng có làm bài review rất là rõ à, cho 16 Pro Max rồi các bạn hãy tìm xem lại ha. Đó, bạn coi nè, kích thước nó vừa phần hình ảnh, kính thức là bóng bẩy rất là trơn láng và khó bám vương tay nhớ các bạn. Mép thì nó thôi rồi, nó đẹp. Nhìn mắt nó đẹp thôi, nó sờ vô nó đã lắm các bạn. Cái clip dành cho iPhone 16 Pro dán cái cường lực trù 2.5D của gia cây đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ bấm rung chuông, like và subscribe giúp shop nha. Xin chào và hẹn gặp lại.